Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn Hôm nay rất vui lại được gặp cả nhà trong một ngày đầu của tháng 8 Và mình là Châu Phạm, hôm nay chúng ta review về thị trường Cũng như là các diễn biến ở trong phiên của hôm thứ sáu của ngày cuối tháng 7 Và chúng ta sẽ chuyển sang một cái quan điểm mới về thị trường trong tháng 8 nhé Tháng 8 này thì mình kỳ vọng là sẽ hứa hẹn nhiều cái cơ hội hơn Cũng như là cũng gì những gì mà chúng ta đang trải qua trong một cái tháng 7 à, thật sự là căng thẳng thì cũng đã à, cũng đã qua rồi và bây giờ là những điều mà chúng ta kỳ vọng mới cho tháng 8 thì liệu tháng 8 là chúng ta có được những cái niềm tin mới hay không hay là chúng ta tiếp tục phải đón chờ những cái pha rung lắc cũng như là đón chờ những cái việc điều chỉnh của thị trường sắp đến thì đây là chủ đề của video ngày hôm nay hôm nay chúng ta sẽ thông thả nhé cũng cùng chia sẻ và đưa ra những quan điểm và nhận định Ok Uh, rất mong cả nhà uh, like, share cũng như là subscribe bài video. Đây là cái động động, đây là một cái hành động rất là nhỏ thôi, nhưng mà là một cái động lực rất là lớn cho anh em ở trong đội ngũ Finasac OK, chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Đầu tiên là có vẻ như uh, cái những gì mà chúng ta nhận định ở trong những bài video trước đây nó đang thể hiện khá là rõ, uh, rõ như thế nào thì chúng ta cũng sẽ cùng cùng nhìn nhìn qua một tí nhé. Đây là đồ thị đến uh, tuần của chỉ số VN Index. Nếu mà chúng ta nhìn về đồ thị đến tuần của chỉ số MVDX thì có vẻ như là thế này à, Đây là phiên giao dịch của tháng 7 Phiên dịch của tháng 7 Thì phiên dịch của tháng 7 thì chúng ta nhìn thấy ấy, Là có được 3, 3 tuần giảm đúng không ạ Tuần đầu Chỉ số giảm từ 1422 Về lại cái mức là 1349, tuần thứ hai là giảm tiếp 1342 Về lại cái mức, sau đó rút chân thì cũng về lại mức 1299-1300 à, Sau đó thì về mức là 12300 à một à và cuối cùng nó tăng lên lại là 1314 1310 với chỉ số của uh, VN-Index. Thì nếu anh chị nhìn vào đây có thể thấy ấy, là chúng ta có một cái mẫu hình nến đảo chiều ở trong cái uh, trong trong tuần thứ 3 của uh, tuần thứ ba tháng 7 nến đảo chiều. Thì đầu tiên nhé chúng ta sẽ nhìn nhận lại một tí thế nào là nến đảo chiều đã. Thì uh, nến đảo chiều uh, chúng ta cùng xem qua một tí nào. về mẫu hình về doji uh, doji pattern cái này thì ở trong room tư vấn của châu thì cũng có chia sẻ thì chúng ta có thể uh, review lại thôi ở trong những mẫu hình đến đảo chiều thì nó cũng sẽ thể ra rất là nhiều thì uh, nó cũng tương tự như thế này này thì khi mà chúng ta nhìn nhận về một cái mẫu hình cổ phiếu ấy, hay là tức, bất cứ các thị trường nào mà nhìn vào đến ấy thì có thể thấy như sau khi mà điều mà một thị trường đang giảm thì tức là áp lực bán ra nó rất nhiều đúng không ạ à, bán ra bán liên tiếp và đè đè giá là từ cái vùng ở phía phía bắc về lại vùng phía nam là trên cao xuống thấp. Thế thì bây giờ đến thời điểm hiện tại khi mà xuất hiện cái mẫu hình đến mà doji như thế này này thì nó chứng tỏ là một gì là là điều gì? Chứng tỏ một điều là bây giờ cái lực ép của cái phe bán ấy, nó hết rồi, cạn rồi. Và những cái điều này chúng ta khẳng định trong liên tiếp một tuần tuần gần nhất là tuần cuối tháng 7 là chúng chúng ta khẳng định là áp lực bán ấy, nó đã bị cạn lắm rồi. không không còn ai muốn bán thêm nữa. Nhưng vấn đề là việc mua vào nó phải như thế nào mới gọi là mua vào thì cái tuần cuối nó đang thể hiện ra một cái vấn đề rõ là bắt đầu xuất hiện cái dòng tiền mua vào thì đây một điều mà khá đơn giản thôi rất dễ hiểu là nếu trường hợp mà không có dòng tiền mua vào thì chắc chắn là giá không được tăng được và có hai quan điểm ở đây chúng ta cần phải suy nghĩ là nếu trường hợp mà mua vào ấy mua vào theo cái hướng là gì ạ nêu cao để mà đập xuống Thì bây giờ một cái kịch bản là nêu cao đập xuống thì có hay không thì hôm trước cũng trong video mình cũng chia sẻ là cái kịch bản này nó sẽ không diễn ra Kịch à, bản này không diễn ra tại vì sao, à, mình cũng tóm, tóm, tóm tắt lại thôi Khi mà chúng ta nhìn vào thị trường ấy thì chúng ta sẽ nhìn vào cái thời điểm mà Cái số ca dương tính của à, thị trường ở trong nước à, về Covid-19 Thì mình nói lại cái lý do mà khiến tháng 7 giảm để hoàn toàn đến từ những cái ca dương tính này à, Thời điểm mà chúng ta bắt đầu của tháng 7 là ngày 4 tháng 7 đúng không ạ Ngày 5 tháng 7 là bắt đầu thị trường bắt đầu điều chỉnh Liên tiếp sau đó là đến ngày 18 tháng 7 là giữa uh, giữa thời điểm của đỉnh điểm của của dịch là 19 là bị giảm rất sâu uh, sau đó là là thế nào ạ đến thời điểm hiện tại là chúng ta đã có một tuần là duy trì ở mức là 4.000 rưỡi và cái ngày hôm nay thì mình cảm thấy là hiện nay cũng chưa cập nhật thông tin đâu nhưng mà để mà kỳ vọng thì mình sẽ kỳ vọng là không cao quá cái mức này thì uh, nếu mà chúng ta nhìn vào cái dương tính thì chúng ta sẽ nhìn lại được ngay là cái diễn biến của thị trường nó cũng tương tự như vậy À, khi mà 3 ca giảm đúng không ạ? Xin lỗi là 3 tuần giảm đúng không ạ? Sau đó là vào ngày 19 à, đến ngày 23 thì thì chỉ số đã bắt đầu xác nhận là vùng đáy. Thì cũng như là rơi vào thời điểm của à, của cái đỉnh dịch là ngày 19 đến ngày 23 là đây, ngày 23 vào đây. Và sau đó là chúng ta có khoảng được 5 ngày à, từ ngày à, 5 ngày đúng không ạ? Từ từ ngày chúng ta hãy nhìn xem nào. À, thời điểm của Covid là từ ngày 26 đến ngày 30 thì chúng ta nhìn vào ngày 26 ngày 30 là đến với thời điểm hiện tại là ngày 1 tháng 8 là hiện nay cái ca nó đang ở trong bốn cây giảm thì với những cái diễn biến của covid hiện tại như thế này thì có thể nói là là thị trường đang phản ánh rõ ràng là với thông tin về covid đây là cái điều mà chúng ta sẽ cùng xác nhận ở trong thị trường trong thời điểm này và cái phiên giao dịch của hôm thứ sáu ấy nó khẳng định ra một yếu tố nữa đó là cái việc mà các quỹ đảo danh mục các quỹ đảo danh mục đầu tư thì tập trung mua vào nhóm cổ phiếu ngân hàng khá lớn, ACB thậm chí là ACB mua khoảng 35 triệu đơn vị. Ok, thì bây giờ mình nhìn nhận lại thị trường ở trong cái phiên giao dịch của ngày hôm thứ sáu ấy thì có thể thấy một số điểm nhấn khá là thú vị như sau. Những cái cổ phiếu mà được ảnh hưởng trực tiếp bởi Covid, ấy, ví dụ là Masan đi, ờ, trong room của châu được nói về Masan mua và mua cái cầm nắm liên tục, liên tiếp Masan một thời gian dài. Thì bây giờ cũng đang thể hiện rất là rõ rồi, nhưng có sự quay trở lại của VBank đây một yếu tố mình đánh giá là khá thú vị. À, thêm vào đó là BNJ. À, đây là những cái cổ phiếu mà nó nằm ở trong cái cái việc đảo danh mục của quỹ nhiều hơn là của Masan. À, với ACB thì một điều chắc chắn rồi đúng không ạ? À, ACB rơi vào cổ của và rổ rổ VN30. À, ngoài ra thì một số cổ phiếu về nhóm ngành bán lẻ cũng tăng. Và nếu mà chúng ta nhìn nhận lại cái phiên giao dịch hôm thứ sáu ấy, thì có thể khẳng định là chúng ta là thị trường đang đang khỏe nhất, à, đang khỏe nhất trong khu vực và cái khỏe nhất trong khu vực này ấy, với thanh khoản tương đối rồi. Uh, từ cái vùng mà giá thấp trong uh, vùng giá một bảy kéo hẳn lên cái vùng ở 1312 thì uh, đến đây có thể nói là cái lực mua bắt đầu đã xuất hiện rồi uh, và việc cái dòng, dòng tiền đến sớm thì họ đã xuất, bắt đầu họ triển khai uh, và cái quan điểm thể hiện rõ hơn ở chỗ là với cái chỉ số của hợp đồng tương lai ấy VN30 F2108 ấy, thì anh chị có thể thấy là cái việc mà giá tăng ấy, nó còn ở cái chỗ là cái mức độ độ lệch nó còn bị âm cơ. Tức là sao ạ? Cái cái thị trường đang có dấu hiệu tăng và cái việc dòng tiền mua vẫn đang thận trọng chứ không phải là họ mua một cách gọi là hưng phấn đâu. Và khi mà đang đang tăng thận trọng ấy thì nó thể hiện ra rất là rõ đó là cái kỳ vọng về cái phục hồi của thị trường sẽ còn tiếp diễn ở trong những phiên giao dịch sắp đến. Thì đây là cái mà chúng ta sẽ kỳ vọng vào đầu tháng 8. Và nếu mà chúng ta kỳ vọng như vậy thì chúng ta sẽ kỳ vọng những cái nhóm ngành nào, những nhóm cổ phiếu nào sẽ được hưởng lợi trong lúc này. Thì bây giờ mình sẽ đến cái phần của bài hôm nay nhé. Đầu tiên là chúng ta hãy nhìn vào cái la bàn dòng vốn đầu tư của Finanshark. Nếu anh chị để ý thấy là cái nhóm cổ phiếu vẫn luôn chiếm ưu thế trong một thời gian dài. Thị trường của chúng ta là bị Covid vào tháng 7. À, Covid nặng vào tháng 7 và hiện nay là cũng đang chỉ thị thêm 14 ngày đúng không ạ? Và siết rất chặt và đây là cái kỳ vọng thật sự là sẽ sẽ nhanh chóng kiểm soát được dịch trong 14 ngày tiếp theo. Thì uh, với cái việc mà cổ phiếu ấy, mà vẫn là duy trì mà cái mức độ hấp dẫn trên thị trường lúc này. Uh, nó nó gần bằng kênh của dầu ấy thì có thể thấy là cái việc mà dòng tiền luôn đứng ngoài và đang chờ đợi, đứng ngoài và đang chờ đợi vào cái nhóm ngành cổ phiếu. Và nếu mà chúng ta nhìn vào cái bức tranh của thị trường chung ấy, uh, mình có thể vào trang của Finasac nhé. Finasrack.vn anh chị vào phần là xác định dòng tiền. Ở đây thì chúng ta có cái đồ thị của giá luôn. Ở đây ấy, thì cái dòng tiền mà mình cũng để ý một một lý do nữa là khi mà cái bitcoin ấy, với những thị trường mà có bitcoin mà bắt đầu tiền quay trở lại về cái nhóm đầu cơ ấy, thì thường là chúng ta cũng có nhịp tăng à, lý do là vì có thể là cái dòng tiền họ cho rằng là với thị trường chúng ta này cũng như là một cái cái thị trường nhỏ à, một cái thị trường mang tính đầu cơ cao so với các thị trường khác đấy lý do tại sao mà khi mà dòng dòng tiền đồ và bitcoin khá là mạnh ấy, thì cái việc mà có một cái hơi hướng gì đó là cái chỉ số chúng ta có correlation tức là mức độ tương quan cũng cũng mang tính dương tức là cũng đi cùng và thứ hai nữa là cái dấu hiệu hồi phục này anh chị thấy rất rõ đúng không ạ à, chúng ta đang bắt đầu đi đến cái vùng gọi là bán nửa rồi à, đây là cái cái đường đường chia chia tách này và đây là cái hướng giảm đây là hướng tăng Thế thì bây giờ chúng ta đang ở đâu ở trong khu vực này thì chúng ta nhìn nhận rõ là hầu hết là các chỉ số đang ở trong vùng hồi phục và tăng trưởng trở lại. Chưa đủ để có thể kết luận là là nó có thể tăng được mạnh hay không bởi vì là vẫn còn Covid. Nhưng nếu mà trường hợp uh, bắt đầu là là vào cái vùng hồi phục và không hướng vào suy yếu nữa, một bên không hướng về suy yếu nữa thì chúng ta hoàn toàn có những cơ sở để kỳ vọng là là giá sẽ sẽ tiếp tục là là về cái hồi phục ở trong tuần đầu của tháng 8 có thể là tuần sau của tháng 8 thì cũng ra cũng có thể những cái nhịp điều chỉnh là mình không rõ nhưng mà nếu mà nhìn vào bức tranh này ấy, thì có thể khẳng định rõ là cái áp lực bán của tháng 7 đã hết rồi và bây giờ là cái lý do để mua vào tháng 8 mà thôi thì hôm nay mình dành rất nhiều thời gian để mà xem thử là cái uh, cái kỳ vọng mua vào tháng 8 nó sẽ đến vào nhóm ngành nào thì chúng ta sẽ tập trung vào nhóm ngành đấy nhiều hơn thì đây là cái mà chúng ta sẽ nhìn vào cái báo cáo kết quả kinh doanh của uh, nửa năm từ tháng 1 cho đến tháng 6 chúng ta sẽ biết được là là diễn biến của thị trường như thế nào thì đầu tiên là để biết được diễn biến thị trường thế nào chúng ta không thể tách rời ra khỏi cái bức tranh của vốn toàn cầu được thì về dòng vốn toàn cầu thì thị trường châu á rất xấu đúng không ạ cái Thông tin về thị trường châu á thì chúng ta đã có rồi ờ, phía Trung Quốc thì họ thay đổi chính sách ép các nhóm công ty về về tech về công nghệ giảm rất sâu Và trong khi đó thì các thị trường khác là đang bị vấn đề về Delta nhưng mà có những thị trường liên quan đến phần về về phía Bắc Âu cũng như là phía thị trường ở phía bên Châu Âu thì nó lại bị giảm là điều chắc chắn nhưng giảm rất nhẹ nhàng à, áp lực chỉnh không 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 đáng kể Và tương đối là là đủ để chúng ta cảm thấy là à, đây là cái mức mức mà mang tính là tích lũy nhiều hơn chúng ta hãy nhìn lại cái đồ thị giá của uh, chỉ số uh, của chỉ số SPX thì anh chị có thể thấy là trong cái tuần tuần cuối tháng 7 ấy, khi mà thị trường bước vào thời điểm là khoảng trống thông tin thì trong khoảng trống thông tin này ấy, thì rõ ràng là trong một tuần giao dịch liên tiếp là cuối tháng 7 giá không tăng nhưng mà để mà giá giảm thì chắc chắn là không giảm thì đây là cái điều mà mình đánh giá là một thị trường mà thật sự rất mạnh nếu mà trường hợp chúng ta nhìn vào đây khi mà chúng ta đang bước qua những thời điểm là gần hết khoảng trống thông tin rồi bắt đầu kỳ vọng và kết quả kinh doanh của à, cũng như là kỳ vọng vào nửa năm sau nhóm ngành là sẽ tốt nhóm ngành sẽ yếu thì nhìn vào bức tranh này thì rõ ràng là À, cái áp lực giảm điều chỉnh của SPX không không còn, thế mà nó test thành công cái vùng hỗ trợ của 4394 4400. Hay là chúng ta nhìn vào một cái chỉ số mang mang tính à, của thị trường châu Á đi, CZH. À, đây là một chỉ số bị giảm rất là sâu một thời gian đúng không ạ? Và bây giờ đã xác lập lại cái vùng đáy. Ở hiện tại đang bật lên là vùng khá là xa. À, trong cái vùng gần như là về lại vùng trước Covid à vùng trong thời điểm đậm nhất của covid thì bây giờ đang bắt đầu chứng kiến là có lực quay lượng mua quay trở lại à, đây là một cái yếu tố mình đánh giá là không 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 đơn giản vì sao mình lại nói là không đơn giản bởi vì là lúc này là lúc mà tham gia của uh, của bên chính phủ chứ không phải là tham gia của phía phía bên dòng tiền lớn nữa mà khi mà chính phủ điều tiết tức là bản thân họ cũng nhận ra vấn đề là thị trường đang bị điều chỉnh giảm quá sâu rồi và đây là có sự thay đổi về, về chính sách và ngay cả việc là chính phủ bỏ tiền mua chứng khoán thì đây cũng là một yếu tố mà mình đánh giá là sẽ tích cực hỗ trợ cho nhóm thị trường châu Á nói chung à, về cái vấn đề này ấy, thì mình đánh giá là đây là một cái động lực cho tháng 8 khi mà cũng khẳng định rõ là việc mà chính phủ quan tâm đến thị trường à, về phía bên châu Á nhé thì mình tổng kết ra thôi và nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá là nhiều cho đến thị trường của chúng ta và cái thị trường chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái gì đó là cái này đó là cái bức tranh về nhóm ngành ở trong nước à, mình có cập nhật thông tin của phim Pro xin lỗi là phim Group thời điểm hôm nay cập nhật luôn ấy, thì cái nhóm mà tăng trưởng thì chúng ta có có về tăng trưởng của nhóm ngành thì cái khối phi tài chính ấy, ở trong cái lợi nhuận mà sau thuế nó tăng khoảng là đến 86,4 phần trăm và cái nhóm cảng biển là và nhóm bán lẻ là bức tốc ờ à, nếu như mà chúng ta nhìn vào đây chúng ta không bất ngờ đúng không, không bất ngờ một tí nào khi mà trong room tư vấn à, của anh em finasac cũng như là của châu thì cũng đều nói những cái mã cổ phiếu ví dụ là german Dead này à, ví dụ như là 2 h này hay là ví dụ như những cái mã mà chúng ta đã khuyến nghị từ trước ví dụ ilb thì cũng đều là là tăng trưởng một cách mà có thể giải thích được chứ không phải là thần kỳ bởi vì là trong khối ngành phi tài chính có phải những nhóm này là nhóm xịn nhất còn thứ hai là một nhóm ngành khác là nhóm bán lẻ thì chắc chắn rồi, bán lẻ thì không 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 thể bỏ qua được, à, Masan, FRT, à, World ngay cả Mobile World nếu trường hợp mà không không bị à, không bị ảnh hưởng bởi truyền thông thì mình cũng đánh giá Mobile World là một trong những cổ phiếu mà mà mang lại hiệu suất cao trong tháng trong trong tháng 7 và thậm chí là trong tháng 8. Đây là một cổ phiếu mà chúng ta vẫn nên nắm nhé à, Với mình thì đánh giá là như vậy, không không bị ảnh hưởng quá là nhiều đâu về nhóm phi tài chính vì sao lại tách nhóm phi tài chính bởi vì nhóm tài chính quá quá là xịn, quá là tốt một lúc nữa mình sẽ chia sẻ sau nhưng chúng ta nhìn lại này ở trong cái tăng trưởng về 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 doanh thu thuần thì tăng trưởng doanh thu thuần ít thôi không đáng kể nhưng mà cái tăng trưởng mà lợi nhuận sau thuế ấy, thì đây mới là cái mà mình đánh giá là cái hiệu suất của doanh nghiệp thì trong nửa đầu năm của 2021 ấy, hiệu suất của doanh nghiệp thật sự là 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 đáng đáng ghi nhận Ờ, từ cái mức mà âm của năm 2020 khi mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi Covid vào tháng 4 đúng không ạ? Thì rất nhiều doanh nghiệp là bị ảnh hưởng rất nặng Thì chúng ta đã có một cái mẫu hình cũng tương tự như vậy này. Đó là lao lao xuống Thì bây giờ chúng ta cũng có một mẫu hình tương tự là lao xuống Thì bây giờ cái bài toán là nó sẽ lao xuống đâu thôi Khi mà trường hợp rõ ràng là chúng ta đang bị bởi Covid-19 Vì do vậy là trường hợp mà kết thúc Covid Thì chắc chắn một điều là cái này nó sẽ tạo đáy bởi vì là nhu cầu và sử dụng của doanh nghiệp rất lớn, à, doanh nghiệp bị dừng là bởi vì covid chứ không phải là doanh nghiệp bị bị dừng là bởi vì bởi vì doanh nghiệp làm ăn thất bát hay là xấu, do vậy là mình vẫn có một niềm tin là nếu trường hợp mà covid đã xác lập đỉnh, thì chắc chắn một điều là thị trường sẽ là sẽ lập đáy và một thứ điều thứ hai nữa mình khẳng định luôn là trong tháng 8 nếu trường hợp mà chúng ta không xử lý covid nữa thì quá giờ đúng không ạ, à, đây là một cái sự à, tham gia của rất nhiều các à, gọi là cả xã hội tham gia để mà chống covid thì lúc này chúng ta có thể khẳng định rõ là đỉnh dịch sẽ rơi vào tháng 8 mặc dù là mình cũng kỳ vọng là trong tuần sau là sẽ thấy đấy nhưng mà chúng ta sẽ không thể nói trước được điều này do vậy là chúng ta vẫn phải ở trong một cái trạng thái một cái tâm thế là phải cẩn trọng thôi ở khi mà chúng ta bắt đáy khi mà bắt đáy về mặt là lợi nhuận sản xuất và lợi nhuận doanh nghiệp ấy thì có hai ý mà mình muốn đánh giá tốt muốn đánh giá mà cả nhà phải chú ý thứ nhất là chúng ta phải tập trung vào những cái nhóm ngành Uh, sẽ kỳ vọng là có lợi nhuận ở trong nửa, nửa cuối năm. Thứ hai là chúng ta phải tập trung vào những uh, cái nhóm ngành mà sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều về Covid mà nếu trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ có một cái uh, portfolio một cái danh mục tốt cho thời điểm của cuối năm nhé uh, bây giờ mình sẽ nhìn lại một tí là chúng ta sẽ kỳ vọng vào nhóm ngành nào. Thì hôm nay kiểm tra lại chỉ số vĩ mô ở trong uh, thời điểm của tháng tháng 7 ấy, thì có thể thấy rõ là cái chỉ số BMI, BMI xuống thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020. Tức là chúng ta đã về lại cái thời điểm mà Covid nặng nhất à, là làn sóng Covid lần đầu ấy. Là bây giờ chúng ta đã chạm vào mức này rồi. À, trong PMI là mang PMI à, là cái chỉ số về sản xuất của của doanh nghiệp ấy. Thì nó chúng ta nhìn vào tháng 6 này chị thấy này, về là còn 44 đấy. mà mức của của tháng 4 năm ngoái là khoảng 42.3. Nói chung là đã về đáy rồi, đáy PMI rồi. À, do vậy là để mà nhìn nhận được vấn đề ấy, thì bây giờ không ai kỳ vọng là PMI sập hơn nữa vì mà đếm PMI sập hơn nữa sẽ rất là tệ và nếu mà chúng ta nhìn vào bức tranh đó thì chắc không phải do vậy là với bình xác định là PMI là đáy thứ hai là gì ở à, chúng ta đang có một cái lợi thế rất là lớn về xuất khẩu khi mà chúng ta duy trì mức tỷ giá nếu mà tỷ tỷ giá hiện tại như thế này ấy, thì quá là tuyệt vời à, tỷ giá hiện tại lúc này thì đang 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 mức là rất là tốt hỗ trợ cho nhóm ngành xuất khẩu cũng như là nhóm ngành cảng à cũng như là việc mà nhập khẩu xuất khẩu nói chung là nó đều tốt hết à trong câu câu chuyện này à, khi mà chúng ta nhìn về vấn đề này chúng ta phải đánh giá một điều là đồng đô cũng tăng khi mà đồng đô tăng mà chúng ta duy trì được cái tỷ tỷ giá đô tỷ giá việt nam đồng thấp ấy, thì sẽ rất hỗ trợ cho những nhóm ngành về xuất khẩu nhập khẩu và sản xuất và công nghiệp trong đó thì một cái điều mà mình cũng lo lắng nữa là liệu là lạm phát nó có tăng hay không vì nếu mà, mà lạm phát tăng ấy thì chúng ta sẽ gặp một cái điều rất là là khó khi mà chúng ta hạ lãi suất thì bây giờ nhìn lại thì lạm phát nó lại rơi vào thời điểm của ngày của tháng 5 ở CPI vào thời điểm của tháng 5 tức là chúng ta bình ổn giá rất tốt khi nào mà CPI bắt đầu mà uh, gọi là thế nào nếu mà trường hợp mà những cái thời điểm này mà CPI mà tăng rộ lên mức 3 mức 4 như là thời điểm của tháng 6 tháng 7 năm ngoái thì lúc này mới mới thực sự là đáng ngại thực sự là không có có một cái 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 room hay là một cái khả năng để mà hạ lãi suất từ phía ngân hàng uh, trung ương thì bây giờ đã có rồi. Tức là nó đang ở mức 2.4, chúng ta hoàn toàn khả năng hạ lãi suất mà chúng ta chưa biết là hạ khi nào thôi, nhưng mà chắc chắn là có khả năng đó. Mà nếu mà chúng ta kiểm tra mà so sánh PMI của của Việt Nam so với thị trường toàn cầu ấy thì có thể thấy là cái cái việc của các bác ở bên uh, bên chính phủ đã phải chấp nhận uh, điều tiết thị trường như thế nào. Thì đây là chúng ta nhìn thấy BMI là mà đặt một cái bức tranh chung và trong tháng 6 ấy, trong 2021 ấy thì BMI đã có sự đánh đổi giữa sức khỏe và kinh tế. Vì, vì lý do vì sao mình lại nói như vậy bởi vì là ở Việt Nam. Đây là cái chỉ số BMI 44.1 này, thấp nhất là nếu mà chúng ta so mươi năm ấy, thì nó về cái mức là ba mươi mấy mà đến mức này rất là lâu và cái mức mà cao nhất là mức tăng trưởng mươi 55. Thì bây giờ cái thị trường mà mà không chấp nhận đánh đổi sức khỏe và kinh tế. Anh chị biết là thị trường nào Đó là Indonesia Khi mà có sự tham gia của các cái doanh nghiệp à, à, Khi mà chính phủ là chấp nhận thỏa hiệp với các doanh nghiệp Là vẫn duy trì à, sản xuất Thế lúc này BMI của, của, của Indonesia Là cao nhất à, Trong cái nhóm ngành của, của châu Á Là mức là 53.5 Nhưng mà đổi lại là dân của Indonesia Thì chết rất nhiều à, Cũng như là bị lây nhiễm rất là nhiều à, Đó Đó là một cái mà chúng ta cần phải nhìn nhận tức là chúng ta chấp nhận hy sinh về mặt ngắn hạn để chúng ta đạt được cái lợi nhận lợi ích và lâu dài và tập trung vào và sức khỏe nhiều hơn và đó là lý do tại sao mà chúng ta bị tụt khá là sâu về lại mức 44.1 và cái kỳ vọng và tụt sợ sâu của 44.1 này đã, đã, đã phản ánh uh, lên thị trường của trong nước rồi chúng ta hãy nhìn vào chỉ số vn index nhé Uh, VN Index ở trong thời điểm của tháng 7 thật sự là mình cũng không nghĩ là giá là điều chỉnh giảm đến mức tương tự như vậy, nặng như vậy ở uh, mức là về tháng 7 Khi mà chúng ta chấp nhận là đánh đổi uh, giữa kinh tế và và sức khỏe, nhưng bây giờ ấy, chúng ta đã đánh đổi cũng gần như là đến cái giai đoạn mà cuộc chiến khốc liệt nhất uh, đã bắt đầu xử lý về tiêm ngừa này, rồi xử lý về về 14 ngày giãn cách thêm siết chặt hơn nữa. Thì những yếu tố này mình đánh giá là sẽ kỳ vọng để mà hỗ trợ cho thị trường trong giai đoạn tiếp theo. OK, thì đấy là một yếu tố mình đánh giá nhé. À, chúng ta sẽ cần phải để ý thêm. Khi mà đã đã, đã về đáy rồi, thì lúc này chúng ta sẽ kỳ vọng là tăng trưởng trở lại. Và đây là lý do mà mình khẳng định rõ là thị trường mình sẽ không kỳ vọng là bị sập quá sâu nữa. Mặc dù là để mà chúng ta giao dịch thì không phải là cứ thế mà mua lên. Mình sẽ có những cái chiến lược cụ thể mua ở trong cái bài phần cuối bài video. À, anh chị muốn về lại, muốn vào room tư vấn thì có để lại thông tin ở đây nhé à, về phần quản trị danh mục thì các bạn bên Finasac cũng sẽ đưa anh chị vào room tư vấn tại đây à, ông huy bùi hoặc mình hoặc là anh đạt cũng có thể hỗ trợ uh, tư vấn cho anh chị được à, ok và bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua nếu mà chúng ta đã đã nhìn vào vấn đề đó là chấp nhận là nếu chúng ta chấp nhận là đánh đổi giữa kinh tế và sức khỏe thì bây giờ bắt đầu là chúng ta xác định được cái vùng gọi là mờ mờ đâu đó là vùng đỉnh của covid ở đây rồi thì lúc này chúng ta sẽ nhìn vấn đề là gì vậy? bni sẽ tăng trở lại và lúc này cái chỉ số chứng khoán sẽ phản ánh lên do vậy là chúng ta xác định rõ là bây giờ sẽ không có những nhịp giảm quá sâu nữa mặc dù là ngày mai có thể thị trường sẽ rung lắc bởi vì là 14 ngày tiếp theo của hồ chí minh thì chắc chắn là sẽ có đấy nhưng mà liệu là chúng ta có tranh thủ cơ hội để mua lên không hay là chúng ta lại xem như là một cái việc mà chúng ta phải giải chấp bán ra thì với mình thì đã quá đủ để việc bán ra rồi bây giờ là lúc mà cơ hội để mua lên thôi liệu có nhịp nhún thứ hai hay không để mua đấy mà bây đây mới là vấn đề vấn đề mà quan trọng nhất ok thì uh, chúng ta hãy nhìn qua một tí và cái điểm sáng trong nửa năm 2021 ấy thì nhóm ngành nào đang tốt và nhóm ngành nào không. Thì chúng ta nhìn lại là nửa năm 2021 từ thời điểm Tết đến bây giờ ấy, thì mình cũng như anh chị thôi, cũng đã thấy rõ là cái tác động Covid nó quá sâu. Rồi. thậm chí là từ Tết đến giờ mình không nghĩ là chúng ta đã 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 đến vào tháng 8. Tháng Tết từ thời tháng 2, bây giờ chúng ta đến tháng 8 mà chúng ta cũng không có một cái cảm giác gì là chúng ta làm ăn cả. Toàn là bị cái cách ly rồi, toàn bị là đủ các loại. Nhưng mà chúng ta rõ ràng nhìn ấy, là hầu hết các nhóm ngành đều có một cái mức tăng trưởng không không bị giảm chỉ có một nhóm ngành lại hưởng Covid ví dụ là dịch vụ à, ăn uống à, lưu trú là du lịch thứ hai là nhóm nghệ thuật và giải trí à, thứ ba là một nhóm về khai khoáng hết công nhân được khai khoáng đúng không ạ còn lại là trong nửa nửa điểm sáng nửa năm 2021 thì đa, đa số đều tăng không phải giảm nhé mà tăng và nếu mà chúng ta nhìn lại nè thì cái nhóm ngành tăng trưởng mạnh nhất thì anh chị để ý thấy đấy ví dụ như là nhóm bất động sản đi nó bắt đầu nó về lại mức tăng mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây À, kể từ quý à, từ năm 2000 cho đến năm 2021 là 21 năm thì chúng ta nhìn thấy bất động sản là tăng này đâu có giảm đâu à, hay là một tăng tiếp theo là nhóm về chế biến chế tạo đây là nhóm về chế biến chế tạo cũng tăng gần như đặt vùng đỉnh của 21 năm hay là với những cái nhóm ngành cũng tương tự như vậy như là lâm nghiệp này hay là nhóm nhóm tăng mạnh nhất thì chắc chắn là chăm sóc sức khỏe rồi đúng không ạ về covid 19 là nhóm tăng trưởng mạnh nhất là chăm sóc sức khỏe cái y tế các thứ đều tăng vào vùng đạt đỉnh cả ở à, đấy thì bây giờ chúng ta nhìn nhận lại nhé cái ảnh hưởng covid là có nhưng mà thật sự là ảnh hưởng có quá nặng hay không thì chúng ta phải nhìn lại về một cái bức tranh rõ và đây là một điều khẳng định rõ ràng là trong những cái nhóm ngành mà được hưởng lợi từ covid ví dụ như là nhóm tài chính ngân hàng này à, nhóm tài chính ngân hàng thì hiện nay là tăng ở cái vùng nửa cao thứ hai là nhóm bất động sản tăng ở vùng nửa cao trong nhóm ngành giáo dục đi thì lại không bị ảnh hưởng mấy mặc dù là chúng ta nhìn thấy là giáo dục thì các cái về 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 giáo dục tại chỗ à, ví dụ là offline ấy, à, giáo dục về ngồi trên ghế nhà trường ấy thì ảnh hưởng rồi nhưng mà chúng ta đang bùng nổ về giáo dục online đúng không ạ. À, thứ hai là cái nhóm chăm ta sức khỏe không bị giảm. Đấy đấy là những những cái nhóm ngành mà mình sẽ tiếp tục kỳ vọng là sẽ tăng trưởng mạnh trong thời điểm cuối năm. À, chúng ta hãy nhìn lý do tại sao. Thì bây giờ mình xem định giá của thị trường là còn đủ rẻ hay không thì để mà xem định giá có vẻ như chúng ta sẽ cùng chuyển sang một tí ở à, chúng ta nhìn vào cái doanh thu thuần cũng như là kỳ vọng của nhóm ngành nào trong nửa năm tiếp theo thì chúng ta nhìn vào cái nhóm về... thứ nhất là mình sẽ phân ra làm hai loại là về tài chính này thứ hai là về phi tài chính thì bây giờ trong cái tăng trưởng doanh thu thuần ấy, về tài chính anh chị có thể thấy là à, nếu mà nhìn vào tài chính là doanh thu thuần của tài chính tăng trưởng mạnh còn hơn cả nhóm ngành phi tài chính vì sao tài chính là tăng trưởng mạnh thì mình hôm trước cũng chia sẻ rồi ví dụ như là nhóm ngành ngân hàng đi à, anh chị xem thử nhóm ngành ngân hàng đi À, hôm trước cũng chia sẻ ở đây rồi, chúng ta nhắc lại thôi. Trong nhóm ngành ngân hàng ấy, Thì trong một giai đoạn dài tăng trưởng, nó liên quan đến vấn là hạ lãi suất thì ngân hàng cũng như là những cái nhóm ngành khác thôi. Họ họ kinh doanh tiền mà. Tức là nếu trường hợp mà bên ngân hàng trung ương họ hạ lãi suất thì chắc chắn một điều là tiền sẽ rẻ hơn và họ cho vay có lãi hơn và cái 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 đầu gọi là chi phí đầu vào của ngân hàng nó sẽ hấp dẫn hơn. Do vậy là một nguyên một nhóm tăng trưởng dài là từ thời điểm của tháng 9 đến cuối năm đầu năm 2021. Sau đó là kéo dài đến khoảng tháng 6 đây là cái hai nhịp tăng của nhóm ngân hàng, đây là nhóm mà tăng trưởng mạnh nhất ở trong nhóm ngành tài chính. À, thứ hai là một cái nhóm mà không thể bỏ qua được là nhóm về 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 chứng khoán đúng không ạ? Chứng khoán tăng trưởng rất mạnh à, trong những lần giãn cách thì đa số là anh em tập trung vào chứng khoán cả. Thì đó là lý do tại sao mà, mà mình vẫn đánh giá là nhóm ngành ngân hàng tài chính là sẽ tiếp tục kỳ vọng là là sẽ tăng trưởng ở trong nửa cuối năm. À, tuy nhiên là sẽ không phải cái cái niềm vui sẽ không dành cho tất cả lý do vì ra bởi vì là nếu chúng ta nhìn vào tăng trưởng về lợi nhuận thuần ấy, anh chị có thể thấy là ở trong cái tổng doanh thu về tài chính ấy, thì cái việc kéo xuống vào trong quý 2 có thể thấy một điều đó là doanh thu thì tăng nhưng mà cái tăng trưởng lợi nhuận thuần thì lại giảm tức là sao ạ à, nói cách khác là cái cái việc mà doanh thu của nhóm ngân hàng này bắt đầu tụt rồi thật ra là tất cả cùng tụt nhưng mà cái tụt của nhóm ngân hàng này đang mạnh hơn bởi vì là từ mức uh, từ mức giảm từ mức 100% mà tụt về khoảng khoảng 50%. Thì tức là sao ạ? Nhóm ngân hàng này đang đang chấp nhận phải hy sinh về và, và, và toán là doanh nghiệp trong nửa cuối năm. Ví dụ như đi, uh, doanh nghiệp đang yếu. Uh, ví dụ như doanh nghiệp đang đang bị yếu thì chắc chắn là họ phải nới lỏng những cái họ hạ lãi suất hay là họ phải chấp nhận về cái tồn kho hay là nói là nói cách khác là nợ xấu của nhóm ngân hàng sẽ mạnh hơn. do vậy thì chắc chắn một điều là lợi nhuận sẽ giảm. Uh, nhưng mà trong khi đó ấy, là cái về phi tài chính nó lại bắt đầu không giảm nhiều và giảm đến đây thôi có thể nói một điều là chúng ta nên tập trung và thứ nhất là phải loại bỏ nhóm ngân hàng không 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 tập trung vào nhóm ngân hàng trong giai đoạn này nữa thứ hai là chúng ta hãy nhìn vào định giá định giá bây giờ ấy, thì cái nhóm ngành liên quan covid ví dụ là nhóm viễn thông nhóm viễn thông khi mà chúng ta giãn cách xã hội chắc chắn nhóm viễn thông là giảm nặng rồi đúng không ạ thì đây là mình mình đang định giá bằng bằng với thị trường này thì định giá của ngày 1 tháng 8 là trong ngày hôm nay thì có thể thấy rõ là trong viễn thông ấy, thì viễn thông đang phản ánh là quá đắt giá của viễn thông bây giờ quá đắt nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào nhóm ngân hàng dịch vụ tài chính và bảo hiểm ấy, thì đang còn khá rẻ tức là sao ạ nó phản ánh được rất là đúng và đủ còn trong nhóm bất động sản ấy, thì đang có một cái thật ra là kỳ vọng của, của thời điểm này có vẻ như mình sẽ kỳ vọng bất động sản nhiều hơn nếu mà chúng ta để ý thấy này, bất động sản ấy, là nếu mà nhìn vào bức tranh chung ấy, thì đang đang bị điều chiết khấu rất là rẻ hơn so với cái định giá của trung bình 3 năm trở lại đây cũng như năm 2020, tức là bất động sản đang đang bị giảm rất là mạnh rồi. Và nếu mà nửa cuối năm ấy, mình sẽ kỳ vọng vào bất động sản là một. Thứ hai là mình sẽ kỳ vọng vào cái nhóm ngành tài nguyên và hóa chất. Đây là nhóm mà sẽ đang rẻ nhất so với thị trường đang rẻ nhất ở đây. Và nhóm truyền thông vẫn được, vẫn hấp dẫn. Hay là nhóm về chỉ có một nhóm về dịch vụ giải trí thì thôi. À, chắc là phải bỏ qua rồi à, bây giờ đang khá xấu chưa phải tập trung được nhóm ngân hàng thì không nhưng nhóm dịch vụ tài chính thì mình lại đánh giá là một cái gọi là ngựa đen ở trong cuối năm à, vì sao lại như vậy chúng ta hãy cùng xem qua một tí nào ví dụ như là của finasac anh chị đây là có thể nhìn vào xác định dòng tiền ở đây có thể thấy rõ này ở à, trong uh, nhóm ngành của thị trường việt nam đi thì trong từng nhóm ngành chúng ta đã bắt đầu chứng kiến là có sự phân kỳ rất là rõ rồi bung ra rất là rõ các nhóm ngành và hầu hết là đang bắt đầu quay trở lại thị trường À, chúng ta có về nhóm của uh, công nghệ này nhóm y tế này chắc chắn rồi nhóm thực phẩm đồ uống với masan đúng không ạ à, nhóm dịch vụ tài chính ngóc lên lại không bị giảm sâu và ngóc lên thì nếu mà chúng ta nhìn vào nửa bán ấy, thì có thể thấy rõ là nhóm tài chính là bị điều chỉnh xấu một tí thôi và sau đó là kéo lên lại trong đó nhóm hóa chất cũng thế nhóm viễn thông cũng thế nhưng mà bây giờ viễn thông đang khá đắt do vậy là chúng ta sẽ đặt niềm tin vào nhóm dịch vụ tài chính được cuối năm hay là với nhóm ngành và công nghệ chắc chắn rồi à, không thể khác được hay là nhóm bất động sản thì chúng ta sẽ bất động sản nằm đâu nhóm truyền thông này nhóm y tế à, tài nguyên đúng không ạ à, chúng ta sẽ tìm ở trong này là được bây giờ chúng ta sẽ tìm về nhóm bất động sản nhé bất động sản thì chúng ta nằm ở đây và nếu mà chúng ta nhìn rõ về bức tranh bất động sản có thể thấy là bất động sản hiện nay đang ở trong vùng hồi phục và những cổ phiếu như đây này à, đấy à, SRC thậm chí là KBC KBC không phải quá tốt nhưng mà rõ ràng là KBC đã có dấu hiệu tăng trưởng trở lại hay là CEO chúng ta cùng xem thử những cổ phiếu bất động sản ở đây nhé ví dụ như là DG DG đúng không DG này DG là đã đã thậm chí là họ đã vượt qua những kỳ vọng của của S trong của mình ở trong room tư vấn mình đã tư vấn mua về DG mà sau, sau đó là chốt tại vùng giá 25 bây giờ bất động sản còn kéo tăng trên vùng giá 25 nữa tức là một cái chu kỳ mới bắt đầu hay là với uh, uh, scr thì nếu anh chị nhìn thấy những cổ phiếu như thế này ấy, thì rõ ràng nhé đang có sự phục hồi trở lại và cái lực mua khá là bứt tốc đang test lại cái vùng giá của uh, ma 200 hay là những cổ phiếu tương tự như vậy uh, đều có ngay cả thăng long đó, tg cũng đều có những cái bắt đầu đang đang sóng tăng uh, những cái cổ phiếu mà ví dụ agg đi agg này hôm trước thì chúng ta mua theo kiểu là nén nền hay là với những cổ uh, bất động sản nhiều lắm ssc ssc cũng có những cái nhịp tăng kéo dài đó đó là những cái bất động sản mà mình sẽ kỳ vọng là trong những cái cổ phiếu nào đang khỏe thì chắc chắn là sẽ kỳ vọng khỏe trong được cuối năm thứ hai là thực phẩm và đồ uống chúng ta nhìn vào thực phẩm và đồ uống thì chúng ta hãy nhìn qua về thực phẩm và đồ uống nhé thì uh, đang có nhịp tăng trở lại rồi đây là điều chắc chắn và rõ ràng là cái việc dòng tiền hiện nay đang đang rất thính tức là sao khi mà bắt đầu tháng 8 là họ đã bắt đầu họ giải ngân rồi và giải ngân vào những cổ phiếu ví dụ fmc uh, fmc hay là với uh, những cái nhóm mà đặc biệt là masan uh, đây là những cổ phiếu mà mình sẽ đánh giá là rất rất ổn ở trong giai đoạn tiếp theo uh, nếu mà chúng ta nhìn vào masan thấy là nó là một cái trụ trụ ở thị trường luôn rồi không phải đơn giản là 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 một cổ phiếu về thực phẩm nữa mà là hiện nay đang là trụ hay là với cổ ví dụ là trước đây thì có cổ Dabaco nếu mà cô bị giảm sâu nhưng mà bây giờ bắt đầu phục hồi, phục hồi. À, đó là những cổ phiếu mà chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng trở lại được thì à, do vậy là cũng đâu có phải là quá mất niềm tin và hy vọng đúng không ạ chúng ta hoàn toàn có cơ hội thôi và chúng ta tập trung xử lý như thế nào mới điều quan trọng ok tức là định giá thị trường hiện nay vẫn còn một số nhóm ngành và nhóm trụ là còn rất rẻ ví dụ là bất động sản vẫn còn rẻ chúng ta hãy cùng xem qua và tăng trưởng doanh thu thuần của từng từng nhóm ngành nhé thì ở đây thì mình có 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 cái bức tranh thị trường rất là rõ chúng ta hãy cùng xem qua này về nhóm ngân hàng nhóm bảo hiểm và nhóm dịch vụ tài chính thì chúng ta hãy cùng xem qua về uh, ok thôi uh, trong quý đặc biệt là mình muốn tập trung vào quý 2 trước uh, mình muốn tập trung vào quý 2 trước thì quý 2 uh, là cái quý gần nhất thì nó sẽ là cái nhóm ngành nào ưu thế thì chúng ta nhìn thấy là cái nhóm dịch vụ tài chính này nếu mà nhóm bảo hiểm thì bị sập rất là sâu đúng không ạ nhóm ngân hàng thì duy trì được như nhóm bảo dịch vụ tài chính thì đây mới là cái mình kỳ vọng ở trong nhóm ngành tài chính thì nên là dịch vụ tài chính mà nếu mà dịch vụ tài chính thì nó sẽ là những cổ phiếu liên quan đến chứng khoán chúng ta hãy xem qua ví dụ là SSI chúng ta hãy xem mà HCM hay là xem qua những cổ phiếu về VND thì đây mới là cái nhóm ngành thật sự mà mình mình luôn đánh giá tốt ví dụ như là trong thời điểm mà xấu nhất đi thời điểm mà bóng bóng tối uh, covid phủ vào tháng 7 đi anh chị đã nhớ trong rung tư vấn của châu ấy, nói rõ là nên phải tập trung vào chứng khoán và bây giờ nếu anh chị đã mua chứng khoán rồi thì mua từ vùng giá 37 đến giờ là 46 nữa vẫn còn rất nhiều cái dư địa để mà mua nữa cơ chưa hết đâu ví dụ là hcm vẫn còn hay là với SSI cũng cũng rất nhiều cái cơ sở để chúng ta tiếp tục mua lên do vậy là chúng ta cũng đâu phải quá ngại về những cổ phiếu như thế này đúng không ạ Uh, đấy đấy là cái mà chúng ta sẽ cần cùng cùng để ý thêm nhé. Còn nếu mà trường hợp chúng ta nhìn vào các nhóm ngành khác, lựa chọn tất cả đi uh, và chúng ta hãy cùng xem qua đi, thì cái trong quý 2 có thể thấy là ngoài cái nhóm ngân hàng, uh, nhóm tài chính, Thì chúng ta vẫn còn một nhóm nữa là nhóm về hóa chất và tài nguyên cơ bản. ở đây uh, hóa chất và tài nguyên cơ bản thì với những cổ phiếu ví dụ như là là HPG này, uh, hay là SSMC, hay là cổ của HPG cũng bắt đầu nhịp nhịp tăng trở lại rồi. nếu anh chị để ý thấy là những cái nhóm này vẫn còn kỳ vọng tăng trưởng. Đây là nhóm mà truyền thông. Đây, đây là những cổ phiếu mà thực sự là mình đánh giá vẫn ổn. Còn nếu mà chúng ta nhìn vào bức tranh của thị trường trong một quãng thời gian dài, chúng ta hãy cùng xem hết các quý, cũng như là thị trường nói chung. Thì chúng ta nhìn vào bức tranh này có thể thấy là cái lợi nhuận thuần vẫn tập trung vào những cái mảng về dịch vụ tài chính đấy. Ngân hàng này có thể là yếu dần, nhưng mà dịch vụ tài chính thì vẫn là cái mà mình đánh giá và đặt niềm tin khá cao trong khi đó là chúng ta có bất động sản à, cũng như là tài nguyên cơ bản à, nó nằm ở cái trong những khu vực này do vậy thì chúng ta hãy nhìn vào lợi nhuận sau thuế đấy cái hiệu suất đầu tư của, của, thị trường lần này nó tập trung ở đâu thì vẫn là dịch vụ tài chính này. hiệu suất đầu tư là trên 150 à, xin lỗi là 1 trăm phần trăm hay là bất động sản trong quý 1 này, trong quý 2 này quý 2 thì bị giảm đi nhưng mà nhìn thấy thì rõ ràng là kỳ vọng vẫn đặt lên niềm tin vào những nhóm cổ phiếu này. Do vậy một lần nữa nhé, mình có thể tổng kết lại là chúng ta à, vẫn còn rất nhiều cái cơ hội để chúng ta giao dịch ở trong tháng 8 vì sao đầu tiên sẽ là cái vấn đề về về đáy của thị trường Đáy hay chưa Bây giờ không nói về đáy nữa và chúng ta nói về cơ hội giao dịch thế nào trong nửa cuối năm thôi bởi vì là lúc này là lúc mà chúng ta phải tập trung vào việc mà đầu tư rồi và việc mà à, mở các vị thế mua rồi à, ví dụ là vN30 cũng thế bắt đầu là những lệnh mua lên dội thanh khoản này thứ hai là giá bắt đầu kiểm chứng lại cái vùng của một đó là yếu tố thứ nhất yếu tố thứ hai là chúng ta nhìn vào kết quả kinh doanh uh, vẫn còn cơ hội vẫn còn dư địa và thứ ba là chúng ta đang chấp nhận hy sinh về pmi uh, trong những thời điểm uh, thời khắc xấu nhất của covid thì lúc này pmi đang giảm nhưng không phải là giảm quá sâu là một thứ hai nữa là khi mà đang có đỉnh covid rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại về cái tăng trưởng pmi sớm thôi nhìn vào bức tranh của vĩ mô cũng đều tương tự như vậy ok nhá thì đó là một số uh, review về về nửa cuối năm trước và bây giờ chúng ta sẽ đưa vào cái đặt một niềm tin và hy vọng vào nửa năm sau à, và thứ hai <laughs> và thứ hai là tập trung vào cổ phiếu thì sẽ tập trung vào những cổ phiếu nào thì ở đây anh chị có thể vào bên uh, xác định dòng tiền nhé ở đây cũng có một số các gợi ý về cổ phiếu này như là cổ acb thì được uh, rơi vào uh, rổ vn30 dcm dc hoặc là dg FPT uh, nhóm phân đạm uh, nhóm dầu khí uh, nhóm chứng khoán đều là những cổ phiếu mà chúng ta bắt đầu có thể bắt đầu chúng ta thăm dò giải ngân được rồi ok nhá thì anh chị muốn vào room tư vấn của châu thì anh chị cứ để lại thông tin ở đây à, các bạn bên uh, bên finasac sẽ để anh chị vào room tư vấn nhé à, xin uh, cảm ơn cả nhà rất là nhiều và cũng xin uh, uh, chúc anh chị các bạn một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ và xin chúc uh, cả nhà À, chúng ta sẽ cùng chung tay chung sức nhé vượt qua những thời điểm khó khăn nhất của covid 19 à, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại anh chị các bạn trong video lần sau ạ xin chào và hẹn tạm biệt xin chúc cả nhà một tuần mới giao dịch thật sự thành công